Sáng nay ngày 23 tháng 1, huyện Côn Đảo tổ chức lễ giỗ lần thứ 72 của nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu 23 tháng 1 năm 1952, 23 tháng 1 năm 2024. Đến dự buổi lễ có ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, lãnh đạo một số địa phương của tỉnh Kiên Giang, Quảng Ninh, các sở ngành địa phương trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Côn Đảo và du khách. Mở đầu lễ giỗ nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, các đại biểu đã đến đặt vòng hoa, dân hương tại đài tưởng niệm nghĩa trang Hàng Dương và phần mộ của nữ anh hùng tại nghĩa trang. Tiếp đó, các đại biểu đến đền thờ Côn Đảo tham dự các hoạt động khai lễ, thỉnh chuông, dân hương, dân hoa tri ân tưởng nhớ nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu. Chị Võ Thị Sáu sinh năm 1933 ở huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chị tham gia cách mạng từ năm 14 tuổi. Đến tháng 2 năm 1950, chị Sáu bị địch bắt. Dù dùng mọi cực hình để tra tấn, nhưng địch không khai thác được gì, đành đưa chị về giam ở Khám Chí Hòa, Sài Gòn. Một năm sau, thực dân Pháp đưa chị ra xét xử và kết án tử hình. Ngày 21 tháng 1 năm 1952, thực dân Pháp đưa chị Sáu ra Côn Đảo giam giữ và xử bắn vào rạng sáng ngày 23 tháng 1 năm 1952. Là người chiến sĩ kiên cường, dũng cảm, trung thành, chị Võ Thị Sáu là người tử tù đầu tiên ở Côn Đảo, cũng là người nữ tù nhỏ tuổi nhất được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 2 tháng 8 năm 1993. 72 mùa xuân đã trôi qua, nhưng cuộc đời và những huyền thoại về chị Võ Thị Sáu vẫn luôn in đậm trong lòng người dân Việt Nam nói chung và với người dân sinh sống trên mảnh đất Côn Đảo nói riêng. Mình cảm thấy rất là xúc động vì Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền đã quan tâm đến một hòn đảo xa này và tổ chức một lễ giỗ phải nói thật sự là long trọng và ý nghĩa. Mình cảm thấy những câu chuyện lịch sử nó như sống dậy trước mắt mình và khiến cho mình cảm thấy yêu quê hương và đất nước này hơn. Thì là một học sinh của đảo mình thì em cảm thấy rất là tự hào bởi vì những gì mà ông cha ta đã làm để có được một đất nước độc lập ngày hôm nay. Hàng năm, lễ giỗ nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu được huyện Côn Đảo tổ chức trang trọng, trở thành một trong những sự kiện văn hóa lớn trên đảo. Đầu tiên được diễn trong cái lễ giỗ của chị Võ Thị Sáu, một người nữ anh hùng của dân tộc ta, thì quả thật là thấy rằng một cái tinh thần mà uống nước nhớ nguồn và đặc biệt là ăn quả nhớ cả trồng cây của dân tộc cũng như là tất cả người dân Việt Nam hết sức là mãnh liệt. Nhà nước, chính quyền địa phương ở đây rất quan tâm mộ của dì Sáu và các anh hùng liệt sĩ ở đây. Gia đình của chúng tôi cũng xin cảm ơn chính quyền địa phương ở ngoài Côn Đảo. Chính quyền địa phương làm lễ giỗ của dì Sáu là lớn, long trọng. Cái giỗ năm nay thì ở ngoài này là làm rất là lớn hơn mọi năm, quỳnh đẹp và trang trọng. Lễ giỗ nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu là dịp để nhân dân Côn Đảo và du khách khi đến với Côn Đảo hiểu thêm về những giá trị lịch sử, đồng thời có thêm sự trải nghiệm về văn hóa thờ cúng các anh hùng liệt sĩ trên đảo thiêng.